Nhân dịp năm mới, đầu xuân năm 2023, em xin chúc tất cả những khách hàng, những vị khách đã từng ủng hộ em, cũng như những khách hàng mà thường xuyên theo dõi em trên YouTube, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, xin cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng, yêu thương và ủng hộ Sơn Ca Acoustic trong suốt một năm qua. Em xin cảm ơn rất nhiều. Và qua năm thì mùng 4 em sẽ làm lại. Quý khách nào có muốn ủng hộ hoặc là mua đàn thì mọi người cứ liên hệ em sau ngày mùng 4 nha. Và bây giờ chúng em bắt đầu nghỉ Tết. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào năm 2023. Xin chào mọi người, chúc mọi người an khang thịnh vượng. Hôm nay Sơn Ca Acoustic dẫn mọi người đi chơi Sơn nha. Sơn ở Vĩnh Long. Đi thôi. Không khí xuân nha mọi người. Nào Vinh Cơm Vĩnh Long đây. Đài truyền hình Vĩnh Long. Giờ không khí là mọi người vội vã đi mua sắm Tết rồi đó. Tết hay chưa, em dẫn mọi người đi chợ cái là biết Tết hay chưa. Đây mọi người, đây là một trong những cái nhà cổ mà còn đẹp nhất của Vĩnh Long mình bây giờ nè. Ủy ban nhân dân phố. Đó là căn nhà từ thời Pháp tới bây giờ đó.
trường Lưu Văn Liệt mọi người. Thì trước năm 75 á, nó tên là trường Tống Phước Hiệp. Nhà em là mấy đời học ở đây rồi, từ đời ba em cho tới bây giờ. Tới em cũng là người học học tại trường này. Sau 75 thì đổi thành trường Lưu Văn Liệt, ngày xưa là trường Tống Phước Hiệp. Nay chợ vẫn vắng hơn mấy năm trước. Tầm này mà mấy năm trước là giờ này là vào chợ không chạy xe được đâu. Rồi bây giờ em dẫn mọi người ha, đi từ cái dãy ở dân địa phương ở đây người ta gọi là cái chỗ mà công ty du lịch đó mọi người. Chạy dài qua bến Đoạn Bình nha, dài lên cầu Cái Cá để cho mọi người xem cái không khí Tết nha. Đây là một cửa ngõ để đi vào ba xã Cù Lao ở bên Vĩnh Long mình ha. Ở Vĩnh Long mình thì chỉ đi hai bến đò thôi, một là đi bến Đoạn Bình này, hai là đi dưới Phà Đình Khao. Đây là đường người ta bán kiểng nha mọi người. Thường thì hoa thì tập trung ở dưới phường 1 đó. Còn nếu mà ai mà mua kiểng, mua mai á thì người ta sẽ tập trung ở bên đây. Bên đây thì ít người bán hoa hơn, chủ yếu là bán mai, bán kiểng là nhiều.